30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lũ ở Trung Quốc vừa qua đã làm ít nhất 24 người chết chỉ trong vòng một ngày và hồ chứa đập Tam Hiệp vượt mức báo động 15 mét. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, bốn cửa xả lũ của đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã được mở hôm qua khi mực nước ở hồ chứa đập khổng lồ dâng cao hơn 15 mét so với báo động. Con đập đã giữ lại khoảng 45% lượng nước lũ theo tập đoàn đập Tam Hiệp. Bộ Khẩn cấp Trung Quốc cho biết trong một báo cáo trực tuyến ở phía thượng nguồn có 16 người đã thiệt mạng tại Trùng Khánh vào sáng qua, 8 người chết ở tỉnh Hồ Bắc, hơn 23.000 người đã được sơ tán và 1.231 ngôi nhà bị phá hủy. Trước đó, 3 vụ lở đất ở thị trấn Dunhao ở một vùng núi của Trùng Khánh khiến 8 người chết, các thi thể đã được tìm thấy vào tối qua. Sau khi hơn 200 người tìm kiếm và cứu hộ, lượng mưa ở thị trấn Dunhao lên đến gần 400mm. Đài truyền hình CCTV cho thấy người dân dọn dẹp những đường xá lầy lội và những cửa hàng còn đọng nước ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Sau trận lụt nghiêm trọng hôm vừa qua, nhân viên cứu hộ đã sử dụng bè bơm hơi để giải cứu hơn 1.900 người bị mắc kẹt trong nhà và các tòa nhà khác. Lũ lụt theo mùa tấn công phần lớn Trung Quốc hàng năm, đặc biệt là vào khu vực miền Trung và miền Nam. Nhưng lượng mưa năm nay cao bất thường, khoảng 1,8 triệu người đã được sơ tán và thiệt hại trực tiếp do lũ lụt ước tính lên tới hơn 7 tỷ đô la Mỹ, theo Bộ Quản lý Khẩn cấp. Mối lo ngại lũ chồng lũ đang tăng lên ở Vũ Hán và các đô thị hạ nguồn sông Dương Tử, nơi có hàng chục triệu người. Trận lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong những năm gần đây là vào năm 1998, khi hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo sông Dương Tử. Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Trung Quốc được thiết kế để chịu đựng lũ lụt ở quy mô thế kỷ, nhưng nó đã thất bại trong kiểm soát lũ năm nay, theo các chuyên gia nhận định. Thưa quý vị, mới đây, truyền thông Trung Quốc khẳng định không có gì nghiêm trọng xảy ra khi trận đại hồng thủy thứ 3 trên sông Dương Tử đã đi qua đập Tam Hiệp hôm vừa qua. Nhà điều hành đập Tam Hiệp cho biết con đập cao 185m đã giữ lại hơn 1/3 lượng nước lũ trên thượng nguồn sông Dương Tử. Vào lúc cao điểm, dòng chảy do mưa lớn ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh đổ vào đập với tốc độ 62.000m³ mỗi giây và được xả ra ở mức 38.000m³ mỗi giây. Tân Hoa Xã cho biết không có trận lụt nghiêm trọng nào được báo cáo trên khắp các thành phố lớn, bao gồm Vũ Hán phía đông đập, và con đập đã giảm nhẹ mối đe dọa lũ lụt. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã dự báo đợt lũ lụt ở các tỉnh miền Nam sắp kết thúc, điều tồi tệ nhất của mùa mưa kể từ đầu mùa lũ gây ngập lụt nhiều vùng, bao gồm lưu vực sông Dương Tử, có thể sớm kết thúc, nhà khí tượng học cao cấp Zhang Yuan nói. Tuần trước, Tân Hoa Xã chính thức cho biết một phần kết cấu của đập Tam Hiệp bị vênh nhẹ do áp lực từ nước dâng. Tiết lộ của Tân Hoa Xã làm dấy lại những đồn đoán về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp và việc con đập có thể chịu đựng được áp lực trong bao lâu. Thông thường hiếm khi Tân Hoa Xã thừa nhận đập Tam Hiệp bị biến dạng khi giữ nước lũ để bảo vệ các thành phố hạ lưu như Vũ Hán. Nhưng thời điểm lần này là đáng chú ý, liệu đây có thể là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang thay đổi thái độ đối với đập và các dự án thủy điện lớn khác. Tờ Asia Times dẫn lời một giáo sư giấu tên tại trường quản trị của Đại học Bắc Kinh cho hay, đồng thời nói thêm rằng giới chức Trung Quốc hiện nay có thể ít say mê với các dự án siêu đập như đập Tam Hiệp. Nhưng những tranh cãi xung quanh đập thủy điện lớn nhất thế giới chưa bao giờ biến mất sau hơn 2 thập kỷ khi nó chặn sông Dương Tử, dòng sông dài nhất châu Á vào tháng 11 năm 1997. Một số chuyên gia cho biết mùa hè này lũ lụt lan rộng ở các tỉnh hạ lưu, bao gồm Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và Giang Tô, cho thấy sự hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp trong việc phòng chống và giảm nhẹ lũ lụt. Họ nói mặc dù năm nay lũ lụt trên sông Dương Tử rất nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa là gì so với kịch bản xấu hơn vốn đã được dự tính trong quá trình thiết kế đập. Phan Xiao, kỹ sư trưởng của Cục Tài nguyên Địa chất và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên, người cũng viết một chuyên mục trên tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc cho biết, dựa trên tính toán của mình, con đập chỉ giữ lại 9% nước lũ trên sông Dương Tử trong năm nay. Ông lập luận rằng con đập có thể tạm thời ngăn lũ ở thượng nguồn, nhưng có ít tác dụng với lũ lụt từ những cơn mưa lớn ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Ông cũng cho biết đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu đựng trận lũ tồi tệ ở quy mô một thế kỷ mới có 1-2 lần, nhưng nó
đã không thực hiện được vai trò điều tiết lũ khổng lồ của mình, mặc dù các trận lũ năm nay ít nghiêm trọng hơn so với trường hợp xấu nhất trong thông số thiết kế. Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết trong tuần này, nếu thời tiết không cải thiện và các giải mưa không chuyển dịch sang nơi khác, thì lũ lụt dọc theo sông Dương Tử kể từ đầu mùa lũ có thể khiến khả năng chịu đựng của đập Tam Hiệp bị đẩy đến điểm nguy kịch. Mục tiêu bao trùm của đập Tam Hiệp là kiểm soát lũ lụt và bảo vệ các trung tâm đô thị như Vũ Hán và Trùng Khánh. Tuy nhiên, cả hai thành phố đã bị nhấn chìm một phần vào mùa hè này, mặc dù nhà điều hành đập Tam Hiệp đã nói rằng tình hình có thể đã tàn khốc hơn nhiều nếu không có đập. Cũng có những dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể chuyển hướng ưu tiên ra khỏi các dự án thủy điện. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phê duyệt 3 dự án trong năm nay để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân hoặc mở rộng năng lực sản xuất hiện có, nhưng không có đập mới hoặc kế hoạch thủy điện trên các con sông lớn được công bố. Kính thưa quý vị, Trung Quốc hôm nay đã nâng cảnh báo mưa bão lên màu vàng khi những trận mưa lớn không ngừng liên tiếp dội xuống nhiều vùng ở nước này. Theo CCTV đưa tin, dự báo thời tiết từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, từ sáng hôm nay đến sáng ngày mai, mưa như chút sẽ diễn ra ở một số tỉnh An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam. Và sáng hôm qua, một trận lũ mới trong năm đã lại tiếp tục hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Nhiều khu vực của Trung Quốc phải tăng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt và chuẩn bị sơ tán cư dân. Kể từ đầu mùa lũ, 141.000 người đã chết hoặc mất tích, 37,89 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 2.246.000 người phải di rời do lũ lụt ở 27 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc, bao gồm các tỉnh phía đông là An Huy và Giang Tây. Mực nước của 433 con sông ở Trung Quốc đã dâng lên vượt quá mức nguy hiểm và 33 con sông trong số đó đã dâng lên mức cao lịch sử, theo tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Tỉnh Giang Tây phía đông Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lên cấp cao nhất. Mực nước trong hồ nước ngọt Bà Dương lớn nhất Trung Quốc dâng lên tới 22,6 m lúc 10 giờ sáng thứ ba tuần trước, phá vỡ kỷ lục 22,5 m được thiết lập vào năm 1998. Tính đến 21 giờ ngày thứ tư, lũ lụt đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 6,4 triệu người ở tỉnh Giang Tây, khiến ít nhất 654.000 người phải sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm. Cho đến nay, hơn 259.000 người đã nhận được viện trợ của chính phủ. Tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung, ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt đã được nâng lên cấp 2. Mực nước tại trạm thủy văn Hán Khẩu ở Hồ Bắc, một điểm trọng yếu của sông Dương Tử, đã giảm vào từ ngày thứ ba sau khi đỉnh lũ qua đi. Theo tin từ Ủy ban Thủy văn sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ít nhất 14 người chết và 5 người khác mất tích do lũ lụt tại tỉnh này. Hơn 9 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Các nhà chức trách ở tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc vào cuối ngày hôm nay đã tăng ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên mức cao nhất. Chính quyền địa phương cho biết mực nước trên nhánh chính của sông Dương Tử và tại trạm thủy văn quan trọng Wang Jiba trên hồ Weihui ở tỉnh An Huy đều đã vượt quá mức cảnh báo, trong khi một đợt mưa lớn dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày tới. Sông Hoa Huê, dài 1.000 km ở An Huy, tuyến đường thủy quan trọng của Trung Quốc đã chứng kiến đợt lũ lụt thứ hai của năm bắt đầu từ tối qua. Quý vị thân mến, thời tiết mưa, bão, lũ lụt rồi lại đến nắng nóng, hạn hán xảy ra liên tiếp từ đầu năm đến nay. Hôm qua, Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc NCSA cho biết hơn 500 di tích văn hóa đã bị thiệt hại trong trận lũ lụt gần đây ở miền Nam Trung Quốc. Theo Epoch Times dẫn nguồn tin từ ông Song Jing Chao, Phó Giám đốc NCSA ngày hôm nay cho biết hơn 500 di tích văn hóa không thể di dời tại 11 tỉnh ở Trung Quốc, trong đó có Giang Tây, An Huy, Hồ Nam và Tứ Xuyên, đã chịu thiệt hại ở các mức độ khác nhau trong trận lũ lịch sử đang hoành hành ở Trung Quốc kể từ đầu tháng 6. Thiệt hại di tích nghiêm trọng nhất được ghi nhận ở các khu vực dọc theo sông Dương Tử, nhiều cây cầu cổ, tường thành và nhà cổ đã bị phá hủy, theo ông Song Xin Chao. Theo thống kê, số lượng di tích lịch sử chịu thiệt hại do lũ lụt ở Giang Tây là 160 di tích, An Huy 144, Hồ Nam 62, Tứ Xuyên 41, Quảng Tây 35 và Hồ Bắc 31. Cầu Vồng 800 năm tuổi tại Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bị lũ cuốn trôi, một ngôi nhà cổ chìm trong biển nước. Ông Song Xin Chao chỉ ra rằng các di tích văn hóa cổ đặc biệt dễ bị tổn hại khi đối mặt với các thảm họa thiên tai, khó có khả năng khôi phục. Các cây cầu cổ, tường thành và nhà cổ cùng các di tích văn hóa khác thường được kết cấu bằng các vật liệu gỗ, gạch, ngói, lại trải qua lịch sử lâu đời hàng nghìn năm, do đó không có khả năng chống đỡ trước những tác động nghiêm trọng của thiên nhiên và con người. Tại một thị trấn cổ ở An Huy, Trung Quốc, chính quyền địa phương phải cho chặn cổng thành để ngăn nước lũ.
NCSA cho biết đã phân bổ 3,5 triệu nhân dân tệ, tương đương 500.000 đô la Mỹ cho công tác cứu hộ di tích tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan hỗ trợ ứng cứu. Mưa lũ lớn ở Đài Loan, hàng nghìn người phải sơ tán. Thưa quý vị, vừa qua, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, gây ngập ống lũ lụt, cộng thêm với lốc xoáy, vòi rồng ở Đài Loan đã làm ít nhất 6 người chết và nhiều cư dân phải đi lánh nạn. Mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp tại Đài Loan vừa qua đã làm 6 người thiệt mạng, trong đó 3 người chết vì sập giàn giáo ở thành phố Cao Hùng, phía nam hòn đảo này. Theo AFP cho biết, một số khu vực ở miền Trung và Nam Đài Loan chứng kiến lượng mưa lên tới 1.000mm. Giới chức Đài Loan tiết lộ gần 1.000 người bị thương vì ảnh hưởng của mưa bão, trong khi hơn 6.000 cư dân phải sơ tán. Người dân ở Cao Hùng và Đài Nam phải lội trong nước sâu tới đầu gối. Nhiều phương tiện giao thông bị chìm trong nước, đất đá sạt lở chắn nhiều tuyến đường. Áp thấp nhiệt đới đã di chuyển về phía Tây Bắc và ra khỏi Đài Loan, nhưng nước lũ vẫn chưa rút ở nhiều khu vực. Cục khí tượng Đài Loan cho biết đây là trận mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng và cực kỳ hiếm gặp. Đài Loan thường chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão vào mùa hè. Năm ngoái, hơn 100 người đã bị thương khi bão Nessat đổ bộ gây lũ lụt và mất điện diện rộng ở hòn đảo này. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!